Như vậy là vào ngày 15 tháng 7, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng với một clip một cô gái đang uốn éo, nhảy nhót để quay TikTok. Sự việc xảy ra vào buổi sáng, tôi không biết là mấy giờ. Đấy, như vậy là một đôi nam thanh nữ tú đang đứng giữa đường băng của sân bay và đang quay và nhảy nhót một cách rất là tự nhiên. Không rõ là sự việc lần này có bị xử phạt hay không. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với một số những ý kiến của các cộng đồng mạng nha. Bệnh nặng quá, chân to thế này quá áp tóp tóp lại dài thon ngay, trông khác gì cái con đuông dừa trong bát nước mắm không. Hành động đã nói lên tình hình bệnh tật của hai bệnh nhân này. Yêu cầu xóa phần mềm tóp tóp ra khỏi các cửa hàng ứng dụng. Như vậy là vấn nạn tóp tóp vẫn đang ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người đúng không ạ? Nó có thể nói là bây giờ xuất hiện muôn nơi rồi, everywhere. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.